Đây, đang dựng bước 1 đã gần xong. Lên cái đúp co 11. Vô bộ tem bà con thấy đẹp không? Đó, xanh xanh đỏ đỏ cho mấy em nhỏ nó khoái. Tóc 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 này, cái răng thép quấn nghe tóc 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 ha. Bộ tem xanh, mặc áo xanh này vô này giờ mạnh đen. Cái này vô đi sơn cũng vừa đủ rồi, cũng không thiếu lắm, không thiếu, vừa đủ rồi. Đó, tóc 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 là ham. Rồi, bữa nay lùm lúa. Bước 1. Ốc 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 ốc. Đi làm keo lại mấy mấy dựng nữa. Xong rồi, trên bình á. Vừa lên xong nha bà con. Gần hoàn thiện nha bà con. Buổi sáng làm tăng gần xong rồi. Khó cái độ cái bộ giò này, hơi khó một chút, chưa hấp dẫn lắm, mà phải lên cái BB của nó mới phao được nha bà con. Giò này hơi nặng, chưa hấp phê. Thôi rửa ra đi, vô cơm cái đi bà con ơi, tí làm tiếp.